tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi. Sớm mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn, dẫu đôi khi ta giận hờn, hiểu lầm nhau cho nhau biết bao là thăng trầm. Bà con xa không bằng láng giềng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải ruột thịt cùng một mà sinh ra, nhưng tối lửa tắt đèn có đâu xa. Bà con xa không bằng láng giềng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải ruột thịt cùng một mà sinh ra, nhưng tối lửa tắt đèn có đâu xa. Chờ tôi một chút. Rồi, đúng cái tư thế đó. Ngẩng cao mặt lên. Ngẩng cao mặt. Đúng rồi. Rồi, để khăn giấy ngay mũi. Để khăn giấy ngay mũi ngay lúc nãy. Để khăn giấy ngay mũi. Rồi, đúng rồi. Tốt lắm. Tiếp tục. Tốt lắm. Tốt. Rồi, đưa khăn giấy đi đâu. Rất tốt. Xong. Đi lên phòng ban quản trị với tôi đi. Ôi trời ơi là trời, vô duyên vừa vãi trời. Chụp hình tôi không lấy tiền là bây giờ lôi lên ban quản trị gì rồi. Tôi tức quá trời tôi tức. Nói tới là tôi tức cô dữ lắm nha. Sao tức, tôi làm gì mà tức? Cô nghĩ sao? Mấy bữa nay là tôi ha, tôi rình mò, tôi coi là ai ai khạc nhổ bừa bãi ở cái chung cư này. À thì ra là cô. Cô nhìn đi đây nè. Cô khạc nhổ đây nha, đây quán cà phê. Trời ơi, chị mắc cười quá à. Ai khạc nhổ, có chứng cứ gì không mà nói tôi? Cô khạc nhổ, có chứng cứ đàng hoàng. Đâu, được coi. Đó, cô nhìn đi. Trời ơi. Cô còn chói không? Công nhận chị chụp hình có tâm thiệt á. Lát gửi tôi mấy tấm đi, tôi đăng Facebook chơi nha. Nghiêm túc đi. Thì tôi khạc nhổ ở quán cà phê, liên quan tới chung cư mà mình liên quan quán chị. Sao mà không liên quan? Cô không là khạc nhổ trên chung cư, nhưng mà cô khạc nhổ ở quán cà phê cũng là ô nhiễm môi trường. Thì cô phải lên phòng ban quản trị với tôi chứ. Thì bây giờ trước khi lên á, cô chỉ cho tôi biết đi là hở là những cái vị trí nào tôi khạc nhổ trong chung cư đâu. À, những vị trí như là hành lang, thang máy, khuôn viên và đây. Đây là rõ ràng nhất, là ngay quán cà phê này là cô đang khạc nhổ. Chị gái, nè chị gái, đây là cái nhân chứng rõ ràng. Tôi khạc nhổ cái gì để tôi gói ghém cẩn thận, tôi bỏ trong cái bọc hết trơn rồi. Đó, thấy không? Trời ơi trời, thiệt á. Cô làm như cô khạc nhổ với cô mất nhận thức thì sao? Vậy? Cô nghĩ sao cái bọc khăn giấy mà cô kêu là nhân chứng, này là vật chứng. Trời đất ơi, không hiểu biết gì trơn mà nói như đúng rồi. Thì tôi cãi lại cho nên tôi đổi từ vật chứng thành nhân chứng cho có chuyện nói gì đó. Thôi, không nói nhiều. Bây giờ là chuẩn bị đi rồi xong rồi lên trên phòng ban quản trị với tôi. Mà nhanh sao, lên. Sao cô cứ kêu tôi lên ban quản trị hoài? Bây giờ cô nghe tôi nói nè. Cái lý do gì mà cô nói tôi là khạc nhổ lung tung? Lý do là cô đang cảm và cô đang khạc nhổ tại quán cà phê. Quá rõ ràng. Vậy ai cảm mà khạc nhổ hết cho cô Loan? Đương nhiên. Trời, quá thiếu. Quá thiếu. Thiếu cái sự tinh tế, sự hiểu biết. Sai lầm. Đúng là bị cảm có thể là khạc nhổ, nhưng mà người bình thường người ta không khạc nhổ vậy. Đâu cần tới bị cảm đâu. Bây giờ nha, cô đã nói vậy tôi nói với cô biết luôn. Với cái sự thông minh nè, chỉ số IQ của tôi nó cũng cao á. Trời ơi, chung cư này là không ai lại đâu nha. Cho nên là cô hãy tập trung nghe tôi phân tích đây. Những người hút thuốc á, người ta có hay khạc nhổ không? Già cả người ta ho đó, người ta có hay khạc nhổ không? Biết bao nhiêu là cái lý do để người ta khạc nhổ. Vậy mà cô không tìm hiểu kỹ càng, cô buộc tội người ta rồi hả? Ảnh hưởng tới cái nhân phẩm đạo đức của người ta. Cô thấy tác hại chưa? Tác hại gì đâu. Tôi thấy là cô là mấy là không có hiểu quy luật gì hết trơn á. Không, nếu mà cô hiểu luật á thì cô đâu có đi nuôi chó trong chung cư này. Luật trong chung cư này là không cho nuôi chó mà. Thì tôi rồi tôi biết rồi. Tôi biết thêm một nhân vật nữa là khạc nhổ là con chó của cô đúng không? Nè nha, cô ghét cái lắm đúng không? Trời ơi. Tôi biết mà, thương ai đó, thương cả đường đi lối về, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng mà.
Chắc là cô ghim tôi từ cái vụ mà tôi không đồng ý cho cô làm ban quản trị đúng không? Tôi hả không có nhỏ nhen ích kỷ ba cái chuyện đó. Tôi là có sách mách có chứng đó, cô cũng đã coi hình rồi. Cô thấy là cô khạc nhổ như vậy là đâu có đúng. Thế nên cô phải lên phòng ban quản trị với tôi, cô đừng có cãi nữa, đi. Cô cứ kêu tôi lên ban quản trị hoài là sao trời. Mà tôi nói cho cô biết nha, tôi nha là cái con chó nhà tôi đó, con chó nào. Trời ơi, con tôi nó tên là Le Le. Vậy mà cô buộc tội hai mẹ con tôi là khạc nhổ lung tung, trong khi đó cô không có bằng chứng gì hết trơn á. Tôi đã đưa ra rõ ràng là những cái lý do, những cái người khạc nhổ rồi mà cô cứ là kêu tôi lên ban quản trị là sao, tôi không hiểu nổi luôn á. Được rồi, nếu mà hai mẹ con của cô không có thì cô chỉ ra cái người khạc nhổ cho tôi. Tôi chưa phân tích xong, ai biết, cứ phân tích vậy thôi chứ ai biết ai. Trời, tự nhiên. Trời ơi, không biết. Sáng sớm mà hai bà tranh luận ha. Rồi trời sao mà chưa thấy ai làm gì vậy? Đó. Cô Vân ngồi xuống đi. Đây nè, cô Vân thấy gì chưa? Trời ơi. Quá đâu trời vậy? Vậy? Cũng cái chuyện này nè, bây giờ cô Vân phân xử cho con là ai đúng ai sai. Hôm giờ là chung cư mình là phàn nàn cái vụ mà ai khạc nhổ mà không bắt được quả tang. Hôm nay là cũng bắt được cái cô Lily Ngọc này nè. Khạc nhổ đầy quán cà phê của đây nè. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Đây. Con là con có chụp hình lại, con không bao giờ nói không hết á. Cô nhìn đi. Lily. Dạ. Sao con tệ vậy con? Con có làm. Con lại tái diễn nữa rồi. Con nhớ không? Lần đầu tiên con về cái chung cư này, ban quản trị, ban quản lý đều đau đầu về cái chuyện con vứt rác, con khạc nhổ bừa bãi. Bây giờ con lại tái diễn nữa rồi. Ừ. Sao vậy con? Con nói là con không có làm rồi mà. Mà cái này là do chị Loan với nó đó. Chứ con khẳng định với cô một câu luôn, con không hề làm cái chuyện đó. Con mà đang ngồi với chị đó là phân tích coi ai là thủ phạm thực sự nè. Mà chị cứ đổ thừa con chứ bắt con lên ban quản trị hoài rồi. Trời ơi, cô Vân thấy không? Bằng chứng vậy mà con chối đó. Đau đầu quá. Người thì nói làm, người thì nói là không làm. À, ê, nó nghe nè, cái quán của tôi không phải là nơi tụ điểm để mấy người tranh luận nha. À, sáng giờ chưa có bán gì hết, ế rồi đấy ha. Làm ơn mở hàng giùm cái đi, rồi muốn tranh luận gì tranh luận, uống gì cho con y như cũ. Ừ, uống gì? Con tính không uống nhưng mà thôi cho con ly như bả đi chứ không cola. À, con thì y như cũ, còn con là y như bả. Dạ. Không, được rồi, để tôi vô tôi làm nước. Hai bà muốn nói gì nói đi ha. Cô Vân ra nhanh nhanh để phân tích chứ. Rồi, được rồi. Chịu, bà lúc đầu Cô nghe không? Tôi nghe rồi đó. Đó, bây giờ tránh cái trường hợp thủ phạm vô, bỏ chạy hoặc là chối. Thì mình sẽ tạo hiện trường giả, cô qua bên kia, tôi ở bên đây nha. Chúng ta sẽ theo dõi thủ phạm. Được. Thấy tôi ra tên chụp hình tôi đăng lên mạng để câu like chứ gì. Ừ. Hả? Cô Lily, cô làm gì vậy? Hả? Dạ. Cô chụp hình mà cô để camera sao hả? Còn cô? Ừ? Cô làm gì? Gọi điện thoại alo anh hả? Mà màn hình nè, đen thùi lùi, không thấy bấm số luôn. Tại chắc con đang nghe hết pin. Nghe hết pin, đừng có diễn với tôi nữa. Tôi già chứ tôi biết hết đó. Đó, thấy chưa? Ông Bảy. Ừ. Ông phun á thì ông cứ phun đi. Trời ơi, nuốt vô làm chi uổng vậy? Trời ơi, sao cô nói nghe ghê vậy cô Loan? Phun được là tôi phun rồi. Ủa, vụ gì vậy? Đây nè. Cô Vân, mua bánh cho con đi. Qua đây con phân tích cho cô Vân nghe. Rồi, vụ gì? Con bắt gặp được một người nữa là khạc nhổ bừa bãi rồi. Người đó là ai vậy con? Là ông Bảy. Hả? À, ờ. Thì ra là ông Bảy, ông sợ mình phát hiện ra, cho nên là ông không dám phun ra ngoài. Đúng rồi. Phát hiện gì? Tôi bị mắc xương. Hả? Mắc xương? À, nhà hết cơm nguội, tính xuống gặp cô Vân. Xin cục cơm nguội nuốt cho cục xương nó xuống. Trời đất ơi. Nổ diễn đây. Thôi, con không có tin ông Bảy đâu. Cô Vân nghe con phân tích cô Lily nghe tôi. Đây nè. Tại vì á là ông Bảy thấy mình đang ngồi đây rất là đông. Cho nên là ông Bảy đâu có dám mà khạc nhổ bừa bãi. Sợ mình bắt quả tang rồi đem lên ban quản trị. Còn lý nữa đâu mà nói, đúng không? Cho nên là hồi nãy mới nuốt ngược vô, đâu có dám. À, hay là vậy đó. Hay quá. Ủa? Gì vậy? Ủa, hết rồi. Ủa, cục xương mất tiêu rồi. Ấy, anh Bảy, cái này gọi là mẹo nha. Trong khi mà người ta mắc xương đó, mà vào đúng cái thời điểm mà người ta đang tức giận đó, tự nhiên cục xương nó trôi. Thì ra tụi bay làm ổng tức cho nên cục xương nó trôi rồi đó. Thôi con không tin, con nè, Bảy nói cho con biết nha. Cái chuyện khạc nhổ bừa bãi là thuộc về ý thức của mỗi người.
nha. Cho nên là con có cố đi tìm nguyên nhân hay là nhờ bảo vệ của cái khu chung cư này truy tìm ra thủ phạm thì nó cũng vậy thôi. Bảy thấy bây giờ tốt nhất á là con lên trên cái group của chung cư đó, con nhắc nhở để mọi người tự thấy đó mà nhắc nhở mình. Nhớ chưa? Đây người ta nói cũng đúng, khạc nhổ thì có nhiều nguyên nhân lắm chứ không phải một hai nguyên nhân đâu. Đó, con mà cứ truy tìm kiểu đó đó, không phải đây người đâu. Để bảy phân tích lần hồi nữa con bắt hết cái chung cư này đưa lên ban quản trị luôn đó. Đúng rồi, nhỏ ai này cũng nghi ngờ, ai cũng nghi ngờ hết trơn. Tốt nhất á là mình tuyên truyền vận động là đủ rồi. Đúng rồi, mình vận động mọi người chứ còn ai nó cũng nghi ngờ hết trơn, thành nguyên cái chung cư này là khạc nhổ hết rồi. Ủa vậy là nói là nãy giờ con sai hả? Con sai hả cô Vân? Đâu sai đâu con, quá sai luôn. Tôi sai hả cô Lily Ngọc? Tôi sai theo cô đó. Dạ, để con rút kinh nghiệm. Nhưng mà hồi nãy con hiểu làm ông Bảy á, ông Bảy cho con xin lỗi nha. Dạ ông Bảy, Bảy cho con xin lỗi tại con hùa quá. Nhưng mà Bảy cũng cảm ơn hai con. Dạ, dạ cảm ơn tụi con vụ gì? Thì nhờ hai con chọc tức đó là cục xương nó trôi rồi đâu còn bị mắc nữa đâu. Trời ơi, ông Bảy này. Ê. Nuốt vô. Cái quán của tôi nha. Yeah. Nuốt vô. Ba. Nuốt. Trời ơi, ôi ghê quá. Giỡn. Con giỡn mà. Người nghèo khó, người giàu sang, chẳng hề gì. Chỉ cần